Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Burkina Faso đập tan vụ khủng bố khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Ghi nhận tối qua, bệnh nhân sốt xuất huyết cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa giảm 50%. Hà Nội lo ngại dịch sốt xuất huyết bùng phát ở thị xã Sơn Tây do ngập đầy rác thải và mùi hôi vì rác bị ứ đọng phân hủy khắp nơi. Tiếp tục cảnh báo về tình trạng bất chấp rủi ro, nhiều người dân ở miền núi vẫn cố tình di chuyển vào thời điểm nước chảy xiết. Gặp gỡ ông vua hẹn hò của Ấn Độ, chàng trai đào hoa mỗi ngày hẹn hò với một phụ nữ bất kể tuổi tác, nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít giờ, hãng tin Reuters cho biết quân đội Burkina Faso vừa kết thúc chiến dịch truy quét các đối tượng nghi là tay súng thánh chiến sau khi nhóm này tấn công quán cà phê của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ tấn công khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết 3 người đàn ông mang vũ khí đã đến quán cà phê trên một chiếc ô tô vào lúc 21h30 tối 13 tháng 8 theo giờ địa phương và xả súng vào khách hàng ngồi bên trong quán. Nhà chức trách mở chiến dịch truy quét các đối tượng nghi là tay súng thánh chiến sau khi nhóm này tấn công quán cà phê. Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Theo Bộ trưởng Thông tin nước này cho biết, các hoạt động khám xét và lục soát ở các vùng lân cận đã được triển khai. Cảnh sát Burkina Faso làm nhiệm vụ tại khu vực xung quanh hiện trường vụ tấn công. Hai kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 2 người nước ngoài, gồm 1 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Pháp. Tại Sierra Leone, người dân nước này đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các đợt lũ lớn kéo theo bùn đất xảy ra ở tại thủ đô của nước này. Hiện tượng thời tiết này đã khiến ít nhất là hơn 200 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất nhà cửa. Mưa lớn gây lụt và sạt lở bùn đất xảy ra khi người dân ở thủ đô Freetown, Sierra Leone còn đang ngủ khiến nhiều ngôi nhà nhanh chóng bị chôn vùi dưới đống bùn đất. Theo Reuters, hiện có hơn 200 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị mất nhà cửa. Các nhà chức trách và thông báo thương vong còn tăng do vẫn đang khảo sát những khu vực bị ảnh hưởng và thống kê thiệt hại. Hiện tại lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường trong nỗ lực cứu người còn bị chôn vùi do nước lũ đẩy. Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết một đợt cháy rừng đang hoành hành tại quốc gia này với nhiều đám cháy lớn. Hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy. Theo đó, cơ quan khẩn cấp quân đội Tây Ban Nha đã triển khai hơn 400 lính cứu hỏa cùng hơn 140 xe cứu hỏa cùng 9 máy bay phun nước để kiểm soát 8 đám cháy lớn. Các nhà chức trách cho biết thời tiết khô nóng kèm theo gió to khiến công tác cứu hộ và khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Hiện các nhà chức trách nước này cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ các nước láng giềng. Theo thống kê của Liên minh châu Âu, trong mùa hè này tại Tây Ban Nha, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 140.000 ha rừng, cao hơn gấp 3 lần mức trung bình trong 10 năm qua. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, trong chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà. Hai bên đã thảo luận những biện pháp đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo hãng Yonhap, ngày 14 tháng 8, tướng Joseph Dunford đã có hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng nối lại đối thoại. Cùng ngày tại một cuộc họp với các trợ lý cấp cao tại phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã kêu gọi cả Triều Tiên và Mỹ hành động một cách hợp lý và hòa bình, nhấn mạnh rằng các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tướng Mỹ Joseph Dunford cũng đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Seoul, đồng thời đề nghị mở rộng năng lực răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Các nhà chức trách Mỹ cho biết trùm ma túy khét tiếng Mexico, El Chapo, đã xuất hiện tại tòa án Mỹ cách đây ít giờ. Được biết, ông ta có thể được gặp người thân trong gia đình lần đầu tiên kể từ khi bị dẫn độ sang Mỹ. Theo đó, tại một tòa án ở Brooklyn, quyết định cho phép trùm ma túy được gặp người thân đã được đưa ra và được chấp thuận. Trùm ma túy khét tiếng El Chapo bị lực lượng cảnh sát vũ trang dẫn độ từ nhà giam ở Mexico sang Mỹ vào đầu tháng 1 năm nay, theo yêu cầu của Washington. Trong cáo trạng của Mỹ, El Chapo bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn cần sa, cocaine và heroin. Ngoài ra còn có các cáo buộc rửa tiền, bắt cóc và mưu sát. Như VTC14 đã đưa tin, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc. Là một trong những bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm, khoảng 2 tháng trở lại đây, ngày nào thì khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng khám và điều trị cho khoảng 200 đến 300 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, khoảng 2 đến 3 ngày trở lại đây thì số lượng người đến khám và điều trị lại có xu hướng giảm, thậm chí là giảm đến 50%. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14 tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa vào tối ngày hôm qua 14 tháng 8. Thưa các bạn, hiện tại thì dịch sốt xuất huyết đang bùng phát rất là mạnh ở Hà Nội và rất nhiều người dân đang rất là hoang mang lo lắng trước cái tình hình phức tạp của cái dịch bệnh này. Tuy nhiên lại ngày hôm nay lại có một tín hiệu vui đối với các y bác sĩ tại Bệnh viện Đống Đa, bởi vì trong ngày hôm nay và thậm chí là 1-2 ngày gần đây nhất thì số lượng bệnh nhân bị sốt xuất huyết đến khám và cấp cứu tại khoa thì đã có dấu hiệu giảm. Và để hiểu rõ hơn là số lượng bệnh nhân đến khám giảm như thế nào, tình trạng của các bệnh nhân thì có cái chuyển biến gì tích cực hay không, thì tôi sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ Hoàng Hồng Hải, là bác sĩ trực tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đống Đa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, là ngày hôm nay thì theo quan sát của tôi thấy là khoa cấp cứu thì cũng khá là vắng vẻ, và theo những cái trao đổi với những cái y bác sĩ khác thì tôi thấy là các bác sĩ cũng có nói là một vài ngày gần đây thì cái số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám thì đã có giảm. Thì không biết là cụ thể cái số lượng bệnh nhân đến khám ngày hôm nay thì bao nhiêu người, và so với những ngày trước thì nó giảm nhiều không ạ? Thì số lượng bệnh nhân đến khám trong ngày hôm nay ấy, thì trong tối nay thì tuy là nó không được đông đúc và tấp nập vào liên tục như mọi hôm, nhưng mà cũng số lượng nó cũng giảm hơn so với những buổi trực trước của tôi ở đây, mà giảm hơn so với những ngày trước. Nhưng mà về cụ thể thì so với hôm thứ Bảy, Chủ nhật thì thứ Bảy thì nó lên đến gần 200 trường hợp vào đây khám, chủ yếu là sốt xuất huyết, và hôm qua cũng về đến 150 trường hợp. Đấy, còn như tối hôm nay như ở đây thì theo như sơ bộ thì là có giảm hơn so với bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là đã là khoảng gần 10 giờ tối rồi, thì không biết là ngày hôm nay thì khoa cấp cứu đã tiếp nhận và khám cho bao nhiêu bệnh nhân sốt xuất huyết rồi ạ? Ngày hôm nay thì khoa cấp cứu đã tiếp nhận phải gần 100 bệnh nhân đã khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết rồi. Tức là có giảm 50% so với cái ngày hôm qua, đúng không ạ? Vâng ạ, theo quan sát của tôi thì tôi có thể thấy là số lượng thì có giảm thật đấy. Tuy nhiên là những cái bệnh nhân vào nhập viện cấp cứu trong tình trạng cũng rất là nặng. Và vậy thì cụ thể với cái trường hợp của bệnh nhân này, bác ấy nhập viện trong cái tình trạng nặng cụ thể như thế nào ạ? Thì bệnh nhân này thì thực chất là đã sốt được 2-3 hôm rồi. Hôm nay bác nhập viện trong tình trạng là sốt cao liên tục 39-40 độ. Bác đã uống hạ sốt ở nhà thì không đỡ, thì sau đó được con trai đưa vào đây. Thì lúc vào đây thì bác thì trong tình trạng rất mệt mỏi. Đấy, nhiệt độ đo được đến 39 độ 5. Đấy, thì bọn tôi đã sử dụng hạ sốt, truyền dịch và làm xét nghiệm của bác. Vâng, không biết là với những cái bệnh nhân vào khoa cấp cứu thì có nhiều người đã bị sốt dai dẳng ở nhà, nhưng mà họ không phát hiện được mình bị sốt huyết vào trong nhập viện. Và đã bao giờ bác sĩ phải cấp cứu những cái tình trạng mà do phát hiện muộn mà phải vào viện trong cái tình trạng rất là nguy kịch hay không ạ? Nói chung đối với những trường hợp như bây giờ thì qua thông tin đại chúng rất nhiều, thì bệnh nhân và người dân ấy, thì người ta biết được qua sốt huyết, qua đài báo, nên trường hợp nặng để đưa vào đây thì rất ít. Chủ yếu là trường hợp bệnh nhân đã có sốt nhẹ và thấy mệt mỏi là bệnh nhân đã vào khám rồi. Thế nhưng mình có thể phát hiện ra được rất sớm bệnh nhân sốt huyết và tư vấn điều trị cho bệnh nhân. Vào khoảng 1 giờ sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Long Biên thuộc địa phận quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Một xe máy chở 6 người đã đâm trực diện vào ô tô đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã làm cho cả 6 người trên xe máy bị thương. Thông tin ban đầu, một thanh niên chở theo 5 cô gái trên một chiếc xe, phóng nhanh vượt ẩu trên đường và cả 6 người đều không đội mũ bảo hiểm. Đến đoạn giải phân cách gần ngõ 68 Ngọc Thụy, va chạm với xe ô tô bán tải đi ngược chiều. Vụ va chạm đã khiến cho 5 cô gái ngã xuống đường, trong đó một người nặng nhất bị ô tô cán nát từ người đến chân. Hiện tất cả các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngay khi sự việc xảy ra thì nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết Tài xế của chiếc xe bán tải có dấu hiệu uống rượu bia nên không rõ phương tiện nào đi sai làn đường gây ra tai nạn nghiêm trọng trên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế này đã rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe. Ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra tại địa phận thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc đi học về, thì 3 học sinh của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng ở thành phố Hạ Long đã bị tụt xuống một cống thoát nước. 2 em may mắn được người dân nhìn thấy và kéo lên, một học sinh còn lại đã bị nước cuốn đi. Và đến tối ngày hôm qua, thì lực lượng chức năng cùng với đội thợ lặn chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể của học sinh này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng với người thân đã tiến hành rà soát tất cả các tuyến cống ở thượng nguồn, từ chỗ học sinh trên bị nước cuốn trôi đến điểm cuối cùng là Hồ Điều Hòa ở Bãi Cháy. Đến chiều tối cùng ngày, bằng nhiều biện pháp dò tìm, lực lượng chức năng cùng với đội thợ lặn chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể của nạn nhân ở tại khu vực Hồ Điều Hòa, phường Bãi Cháy. Hiện thi thể của cháu đã được gia đình nhận về để lo mai táng. Được biết, khu vực cống mà nạn nhân bị ngã xuống trước đây cũng đã từng có người bị ngã. Nguyên nhân có thể là do cống không có đắp đậy, khi mưa lớn, nước tràn lấp đầy miệng cống, khiến nhiều người không để ý đi qua. Những ngày qua, tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước các hồ chứa đều đang tăng, trong đó đáng chú ý là cả 4 hồ chứa thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng đều đang vượt ngưỡng thiết kế. Trước diễn biến này, có khả năng các hồ sẽ phải mở các cửa xả để đảm bảo an toàn. Cụ thể, số liệu quan trắc hôm qua tại hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang cao hơn ngưỡng thiết kế là 12,13 m. Trong khi đó, 3 hồ chứa thủy điện lớn khác gồm Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà cũng đều đang có mực nước cao hơn ngưỡng thiết kế lần lượt là 10,08 m, 7,61 m và 1,11 m. Hiện nay, hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy. Trong khi đó, 3 hồ còn lại đóng tất cả cửa xả. Trước diễn biến mực nước các hồ đang lên cao và có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, 4 trên 6 đơn vị tư vấn chuyên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề xuất mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La. 5 trên 6 đơn vị tư vấn chuyên ngành đề xuất mở thêm một cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Trong một diễn biến liên quan, sau khi hồ chứa thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã tăng dần và có khả năng lên mức 4,45 m. Dù mực nước không quá cao, nhưng các địa phương ở vùng hạ du vẫn cần đặc biệt lưu ý khu vực ven sông để phòng sạt lở. Cả tuần qua, trên địa bàn thị xã Sơn Tây ở thành phố Hà Nội ngập đầy rác thải và mùi hôi thối nồng nặc. Người dân đang rất lo ngại bởi nếu tình trạng rác thải tràn lan không được giải quyết thì nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Đáng chú ý thì đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ùn ứ rác thải diễn ra trên địa bàn thị xã. Thật không khó để bắt gặp những hình ảnh rác thải như thế này trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trung bình mỗi ngày, trên địa bàn thị xã Sơn Tây phát sinh khoảng 90 tấn rác thải sinh hoạt. Công ty cổ phần môi trường công trình đô thị Sơn Tây sẽ là đơn vị thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác Xuân Sơn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, đã nhiều lần xảy ra tình trạng ùn ứ trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Nguyên nhân thì trong những ngày qua thì cái công tác rác trên địa bàn Sơn Tây do nguyên nhân là một số các hộ dân ở trên địa bàn xã Xuân Sơn là chưa thống nhất với cái phương án đền bù giải phóng bằng với thị xã, vậy là số hộ dân đã chặn để không cho xe rác vào khu bãi rác Xuân Sơn. Thì vấn đề ô nhiễm môi trường thì vấn đề cũng khó giải quyết, bởi vì thị xã là các sở ban ngành thành phố cũng tìm rất là nhiều cách giải quyết, tuy nhiên mà cái việc mà áp dụng cái công nghệ để vào mà xử lý để giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường thì đến nay kết quả cũng chưa được cao. Giờ đây, thị xã Sơn Tây đã trở thành thị xã rác. Trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, ghi nhận 7 trường hợp tử vong. Người dân lo ngại nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, ô nhiễm môi trường không được cải thiện, có thể ổ dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát, khó kiểm soát các địa phương phía Tây thành phố Hà Nội. Dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố thì trong tuần qua, số trường hợp mắc tay chân miệng đã bắt đầu tăng lên tới gần 170 ca một tuần, tức tăng khoảng 20 ca so với trung bình 4 tuần trước. Và đây cũng là thời điểm vào mùa của dịch bệnh này. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện mỗi ngày khoa nhiễm thần kinh có từ 50 đến 60 trẻ điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với các tuần trước. Số ca tay chân miệng thời điểm này chưa tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng có nhiều ca nặng phải thở máy. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo Bệnh tay chân miệng sẽ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Tay chân miệng là bệnh có thể gây thành dịch lớn, nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là bệnh có thể diễn biến nhanh trong vòng vài giờ. Do vậy, nhận biết bệnh sớm và chăm sóc trẻ có thể giảm biến chứng và giảm nguy cơ tử vong. Cùng với bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay số ca mắc tay chân miệng tại tỉnh Đồng Tháp cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Tháp, thì từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra trên 2.400 ca mắc tay chân miệng, tăng đến hơn 76% so với cùng kỳ. Ghi nhận sau đây tại huyện Cao Lãnh. Cứ trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh có trên 20 trẻ phải nhập viện điều trị vì mắc bệnh tay chân miệng. Con trai chị Đỗ Thị Thủy Trang đã nhập viện 4 ngày nay. Chị Trang cho rằng con mình mắc bệnh là do lây từ một trẻ gần nhà. Buổi chiều thì nó bị nóng xong rồi cái nó gãi, rồi em nghĩ là nó mũi chích nhưng mà sáng lại thấy nó khác rồi cái em mới chở nó lên đây khám xong rồi bác sĩ mới cho nhập viện. Em nghĩ là nó qua nhà bé kế bên nên vi khuẩn nó lây lan sang, tại vì bé mới xuất viện được có một ngày à. Theo các bác sĩ, mặc dù số ca bệnh tăng nhưng hầu hết đều nhẹ. Nguyên nhân là nhờ các phụ huynh đã sớm đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi nhận thấy một số dấu hiệu như sốt, đau họng, nổi đốm đỏ và mọng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Tại vì hồi trước khi là cô có nuôi cháu ngoại, cháu nội nó cũng có bị 2 lần. Rồi cái hễ em bé mà nóng là cô phải theo dõi. Tối chút nó nóng là khuya là cô theo dõi bệnh nó là cô thấy nó 1, 2, 1 à. Rồi cô mới biết là cái bệnh này nó phải nổi tay chân miệng thôi. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Tháp ghi nhận trên 2.400 ca tay chân miệng, vượt ngưỡng trung bình 5 năm. Trên 87% số ca mắc ở trẻ dưới 3 tuổi, tập trung ở thành phố Cao Lãnh. Hiện nay tay chân miệng nó cao hơn hồi năm 2016, khoảng 75-76%. Cái số lượng này nó tăng nhưng mà cái số lượng cao nặng nó ít. Vì năm nay cái số dữ liệu mà chúng tôi thu thập theo chỉ đạo mới là chúng tôi thu thập cả những cái ca nhẹ và cái ca mà điều trị ngoại trú. Dự báo của ngành y tế, mùa mưa như hiện nay là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng tăng cao. Các bậc phụ huynh cần tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho con em, nhất là không chủ quan trong phòng và điều trị bệnh. Hiện nay có một thực trạng là chỉ cần một chiếc smartphone hoặc là một chiếc máy tính có kết nối Internet thì người tiêu dùng có thể mua được hàng loạt loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc và thực phẩm chức năng qua mạng. Chưa bao giờ việc kinh doanh mặt hàng có điều kiện kinh doanh khắt khe này lại bị buông lỏng đến như vậy. Thực trạng này rất đáng lo ngại bởi vì nó rất không an toàn khi chúng ta không thể kiểm chứng. Tuy nhiên tác dụng thì chưa thấy nhưng bất cập thì rất nhiều. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem phóng sự sau đây. Hàng trăm, hàng nghìn loại thuốc được rao bán trên các trang mạng xã hội, từ thuốc chữa đau dạ dày, thuốc đường ruột, thuốc thần kinh, thuốc giảm béo, vitamin tổng hợp dành cho phụ nữ, thuốc chống biếng ăn cho trẻ. Không chỉ đa dạng về chủng loại mà xuất xứ, giá cả cũng hết sức đa dạng. Người bán dễ dàng, người mua cũng rất dễ dãi. Chỉ cần thông qua những lời quảng cáo và đầy hứa hẹn trên các trang web thì có thể bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng triệu để mua một sản phẩm mà không biết rằng đó có phải hàng thật hay không? Sử dụng có phù hợp với thể trạng người mua và có tác dụng thật như lời quảng cáo hay không? Bản thân tôi cũng đã từng mua thuốc Tây và thực phẩm chức năng cho gia đình của tôi. Thì cũng có một lần là tôi mua thuốc về tiêu hóa trị chống biếng ăn cho cháu của tôi. Thì khi mà sử dụng thuốc đó thì cháu của tôi nó không thấy là cải thiện gì mấy. Thực tế hiện nay, các mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng bị làm giả rất nhiều và rất tinh vi. Các sản phẩm được bán online hiện nay lại thiếu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Do đó, khi mua qua mạng, người tiêu dùng không thể biết chắc sản phẩm đó là hàng thật hay hàng giả. Chưa kể đến những loại thuốc giả thường có chứa các chất độc hoặc thời hạn sử dụng đã hết từ lâu. Không phải những cái thuốc hoặc những mặt hàng chức năng nào mà cũng tốt và phù hợp cho từng đối tượng khách hàng cả. Đúng ra thì các loại thuốc thì phải theo đúng chỉ định bệnh của bác sĩ thì thuốc mới có hiệu quả được. Còn thuốc mà dùng một cách tràn lan không theo chỉ định của bác sĩ thì có thể nó có nhiều tình huống. Thứ nhất thì có thể là thuốc chỉ định sai, không đúng bệnh, thuốc không đúng bệnh. Cái thứ hai Giả sử nếu có đúng bệnh, thuốc trị bệnh thì có thể hàm lượng hoặc là liều lượng dùng không phù hợp. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mỗi người cần có ý thức tự giác. Người bệnh tuyệt đối không nên mua thuốc qua các trang mạng, đặc biệt là những thuốc nằm trong quy chế phải kê đơn của bác sĩ theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có giải pháp để kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán online mặt hàng này, đặc biệt là hành vi bán thuốc giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người. Trước sự chứng kiến của đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm qua, hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã chuyển giao một cá thể vọc trà vá chân nâu cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đây là cá thể vọc thứ tư được lực lượng Kiểm lâm Thừa Thiên Huế phát hiện và chuyển giao đến nơi Trung tâm Cứu hộ kể từ năm 2010. Sau khi tiếp nhận, cá thể vọc sẽ được cán bộ của Trung tâm Cứu hộ chăm sóc thú y, nuôi dưỡng theo hình thức bán hoang dã nhằm phục hồi tập tính sinh học và tái thả vào môi trường tự nhiên. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 8, ông Nguyễn Quang, tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, phát hiện ra một cá thể vọc lạc vào vườn nhà nên bắt giữ lại. Nhận được tin báo, hạt Kiểm lâm của huyện Phú Lộc đã tiếp nhận cá thể vọc đem lên hạt chăm sóc và nuôi dưỡng. Cá thể này là vọc trà vá chân nâu, nặng khoảng 6 đến 7 kg, rất quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ. Được biết, trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều chương trình điều tra, giám sát và đã ghi nhận sự xuất hiện của loài vọc này ở nhiều nơi trong tỉnh. Chi cục Kiểm lâm cũng đã tổ chức các cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã nói chung và bảo vệ vọc trà vá chân nâu nói riêng. Từ tình trạng cũ nát nham nhở quảng cáo, những bức tường ở trên đoạn đường thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, Hà Nội biến thành các tranh vẽ sinh động, tạo thành con đường bích họa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Từ khi có con đường này thì ý thức giữ gìn vệ sinh được dân làng nâng cao hơn. Đoạn đường được vẽ tranh dài hơn 200 m, được vẽ theo một sáng kiến cải tạo diện mạo nông thôn mới. Từ tranh vẽ mang nội dung xây dựng nông thôn mới đến hình ảnh làng quê xưa, thậm chí nhiều ý tưởng về môi trường, trái đất xanh hay về hòa bình thế giới được các bạn trẻ gửi gắm vào các bức họa. Việc vẽ tranh tường được nhiều đoàn viên thanh niên thực hiện trong gần một tháng. Kinh phí thực hiện việc vẽ tranh lên tường khoảng 20 triệu đồng được hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Đan Phượng. Từ bức tường cũ nát nham nhở quảng cáo này đã trở nên sạch đẹp. Theo người dân ở thôn Đông Khê, từ ngày có con đường bích họa này, dân làng cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh hơn, đường lúc nào cũng sạch sẽ, rác xuất hiện là có người dọn đi luôn. Theo thống kê và đánh giá của các chuyên gia, có tới 50% doanh nghiệp trên thế giới thất bại hoàn toàn chỉ sau 5 năm khởi nghiệp. Nguyên nhân sâu xa là do sự thiếu vững chắc về kiến thức nền tảng, thiếu kinh nghiệm và không đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường. Đứng trước thực tiễn này thì rất nhiều trường đại học đã đổi mới phương pháp giảng dạy với mong muốn đưa lý thuyết bước ra ngoài thực tiễn, trang bị những kiến thức trong kinh doanh đối với những bạn muốn tự khởi nghiệp. Mô hình độc đáo sau có tại Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đây là một thị trường. Còn mỗi một nhóm sinh viên ở đây được coi là một công ty. Có chợ mua bán hàng hóa, có đại gia, sinh viên, dân thường và cả cảnh sát. Tất cả các bạn trẻ này đang truyền lại kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, sự cạnh tranh, quy tắc giao thương hay là cả luật pháp bằng việc mô phỏng lại quá trình trao đổi, buôn bán trên thị trường một cách chân thực và sinh động nhất theo một mô hình có tên là Monopoly Mini. Nói theo một cách dễ hiểu nhất thì mô hình Monopoly có thể coi như là một hoạt động mô phỏng thị trường để giúp các em sinh viên năm nhất có thể áp dụng được những cái kiến thức về quản trị kinh doanh hay là tài chính ngân hàng, những cái kiến thức rất là sơ đẳng cơ bản nhất mà các em biết được vào những cái hoạt động buôn bán và hoạt động trên thị trường. Cái mô hình này nó sẽ vừa là mới lạ và một điều nữa là nó sẽ giúp các em thứ nhất là tự tin hơn rất là nhiều, thứ hai là các em sẽ chủ động hơn. Khi mà các em chủ động hơn và tự tin hơn thì mọi hoạt động dù là học tập hay là sinh hoạt trong cái môi trường đại học thì sẽ đều được đạt được cái hiệu quả cao hơn. Với tiêu chí đưa tính chủ động, tính chịu trách nhiệm và tính năng động của sinh viên lên hàng đầu, những phương pháp giảng dạy mới tại Viện Đào tạo Quốc tế sẽ thực tế hóa toàn bộ kiến thức chứ không chỉ là lý thuyết trên sách vở thông thường. các bạn học sinh chuẩn bị vào trong chương trình này đều được tiếp cận với một cái mô hình mà các bạn chưa bao giờ thấy, tức là các bạn đưa vào trong một tình huống kinh doanh mà nó có thể xảy ra với bất cứ lúc nào ở trong cuộc sống, và từ đó các bạn thấm dần được xem là kinh doanh là cái gì và chúng ta phải tương tác với các cái đối tác có lợi ích liên quan như nào trong cái quá trình kinh doanh. Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức theo kiểu giảng viên truyền đạt kiến thức cho sinh viên một cách thụ động thì lúc đó cái khả năng vận dụng từ cái kiến thức đó vào trong các tình huống khác nhau nó sẽ gặp khó khăn, và từ đó thì nó sẽ tồn tại một cái khoảng cách rất lớn giữa nhà trường và các doanh nghiệp. Thì tại Viện Đào tạo Quốc tế chúng tôi khắc phục bằng cách đưa cái phương pháp case study như thế này rất sớm ở trong quá trình học. Ngay các em chưa vào chương trình đã được bắt đầu làm quen với phương pháp như thế này thì các em cảm thấy những kiến thức đó luôn luôn là những kiến thức sống, và ở đây sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế cần phải làm sao luôn luôn thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, và đấy là cái tâm thế mà lúc nào các bạn cũng phải chuẩn bị. Hào hứng với phương pháp học mới, mô hình này đã giúp các em sinh viên giảm rất nhiều trở ngại với những kiến thức kinh doanh tưởng khô khan, thô cứng. Rất là bổ ích ạ. Như các bạn thấy thì kiểu ở đây các anh chị rất là nhiệt tình. Về sau khi mà mình có mong muốn mở startup thì mình cũng sẽ có được những cái kinh nghiệm từ các anh chị. Biết nhiều hơn để nó tinh thần đồng đội, sự gọi là tôn trọng nhau trong cùng một team để giúp đỡ nhau đi lên ạ. Thì cái mô hình này là nó rất là kiểu thực tế và tốt cho học sinh để lấy đi nhiều kinh nghiệm hơn trong đời sống. Trong tương lai, mô hình học độc đáo này hứa hẹn sẽ còn nhân rộng, không chỉ trong các viện đào tạo quốc tế mà còn có mặt tại tất cả các trường đại học thông thường trên cả nước. Hôm qua 14 tháng 8, hơn 1 triệu học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tựu trường sau 3 tháng nghỉ hè. Riêng khối mầm non sẽ tựu trường vào ngày 5 tháng 9 cùng với ngày khai giảng năm học của tất cả các bậc học. Các trường đã dành tuần đầu tiên để sinh hoạt lớp kỹ năng giúp học sinh vừa chuyển cấp làm quen với môi trường học tập. Trong năm học 2017-18, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới, trong đó khối trung học phổ thông có hơn 300 phòng, tập trung ở khu vực huyện Bình Chánh. Kinh phí đầu tư phòng học mới là trên 400 tỷ đồng. Theo chủ trương của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ không tăng học phí trong năm học mới này. Lễ khai giảng chính thức của năm học sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 như mọi năm. Cô cứ hỏi các em như là... Lần đầu tiên, những câu chuyện được coi là góc khuất của bóng đá Việt Nam, cụ thể là những căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt như nhiều người biết nhưng không mấy ai dám nói về vấn nạn trọng tài, bạo lực sân cỏ, dàn xếp tỷ số cùng với sự tồn tại của nhóm lợi ích trong VFF và VPF đã dần được hé lộ trong buổi gặp mặt trước thềm SEA Games 29 của ba nhà báo thể thao nổi tiếng của Việt Nam gồm Nguyễn Nguyên, Đặng Hoàng, Đình Hiệp. Theo đó thì đây cũng là sự kiện giao lưu ra mắt cuốn sách trần trụi bóng đá Việt của ba nhà báo này với sự góp mặt của hầu hết các tên tuổi trong làng bóng như ông Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trọng tài Dương Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Trương, nguyên quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Dương Tiến Thành, cựu trợ lý huấn luyện viên ngôn ngữ các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Được biết buổi giao lưu đã trở nên nóng hơn bởi chạm đúng vào những bức xúc của người hâm mộ. Tuy nhiên khán giả cũng tỏ ra nghi ngờ về sự chân thật của những gì viết trong cuốn sách. Liệu phải chăng họ bị VFF thất sủng nên bây giờ tiết lộ những bí mật từ nội bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với công chúng? Trước thắc mắc này, nhóm tác giả đều khẳng định họ chỉ muốn vén màn sự thật đen tối tồn tại trong bóng đá nước nhà, từ đó góp phần tìm ra bài toán nhằm làm trong sạch bóng đá Việt. Nếu như tình hình cấm xe ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 19 đến 23 giờ nay đã đi vào nề nếp, thì ở phố đi bộ Bùi Viện, con phố đi bộ thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh, từ khi được thí điểm cấm xe từ ngày 15 tháng 7 đến nay vẫn nhức nhối với tình trạng lưu thông bất chấp lệnh cấm. Theo đó, thời gian cấm xe tại phố đi bộ Bùi Viện được quy định từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau và mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thế nhưng bất chấp những chốt chặn của lực lượng chức năng phân luồng từ ngã tư đường Bùi Viện Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu, những người dân đi trên phương tiện xe máy xe đạp vẫn vô tư chạy xe len lỏi qua dòng người đang thong dong trên phố. Một số trường hợp dường như không biết thông tin về lệnh cấm nên vẫn ra sức cố gắng thuyết phục lực lượng chức năng ở các khu chốt chặn. Đáng nói chỉ trong vòng nửa tiếng ghi nhận tại khu vực này đã có hàng trăm trường hợp người dân lưu thông vào phố đi bộ bất chấp lệnh cấm. Được biết, việc chốt chặn cấm xe ở đây mới được áp dụng từ ngày 15 tháng 7 theo hình thức thí điểm nhằm tạo thói quen cho người dân và du khách. Còn ngày khai trương diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới. Thế nhưng nếu không có những biện pháp xử lý mạnh tay hơn thì có lẽ phố đi bộ Bùi Viện sẽ khó trở thành một điểm đến an toàn và đẹp mắt chưa kể là không tương xứng với số tiền 12,7 tỷ đồng một năm đầu tư cho tuyến phố này. Chuyên mục điểm báo xin được mở đầu với một bài viết đăng tải ở trên trang 3 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trạm thu phí cai lệnh chờ chính phủ lên tiếng. Chiều 14 tháng 8, trạm thu phí BOT Cai Lậy Tiền Giang lần lượt phải xả trạm cả hai chiều lưu thông do xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 1 km. Việc ùn ứ xe ở hai đầu trạm thu phí Cai Lậy là do tài xế mua vé bằng tiền có mệnh giá thấp 200 đồng, 500 đồng. Điều này đã được các tài xế thực hiện liên tiếp trong những ngày qua nhằm phản đối mức phí quá cao cũng như vị trí đặt trạm không hợp lý. Theo tiến sĩ Phạm Sanh, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải không nên đổ thêm dầu vào lửa bằng những phát biểu cho rằng chỉ vài tài xế phản ứng và yêu cầu người dân phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tiến sĩ Phạm Sanh nhấn mạnh, phản ứng của người dân trong thời gian vừa qua là có cơ sở, chúng ta phải sớm giải quyết những bức xúc này. Vì vậy, tiến sĩ Phạm Sanh cho rằng đã đến lúc chính phủ cần phải lên tiếng và Quốc hội cần phải giám sát việc này. Còn theo Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, thì để xác định được mức thu phí hiện nay ở trạm Cai Lậy là cao hay thấp thì cần phải mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc để có kết luận độc lập. Chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 6 báo Thanh Niên với nhan đề không đầu tư để làm oách. Theo một chuyên gia, một số dự án sử dụng vốn vay ODA đang trong cảnh cha chung không ai khóc khi cả hai phía đều không thực hiện hết trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả dự án. Kết quả dù là vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, nhưng việc đội vốn quá nhiều cộng thêm thời gian thực hiện trì hoãn nhiều năm, kết quả vay rẻ, trả nợ đắt. Tuy nhiên, từ năm 2018, chúng ta sẽ không còn nhận được viện trợ từ vay ODA như lâu nay nữa. Như vậy, để đầu tư phát triển, Việt Nam buộc phải tìm nguồn vốn với thay thế và cai dần nguồn vốn viện trợ. Giáo sư Nguyễn Mại cho rằng thu hút từ nguồn vốn xã hội, đặc biệt là từ nguồn đầu tư của chính doanh nghiệp trong nước là giải pháp cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có hiện tượng chúng ta đang thu hút nguồn lực từ xã hội nhưng lại tập trung vào những dự án không mang tính chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội lên tầm cao mới. Vì vậy, chính phủ nói chung và các địa phương nói riêng cần điều chỉnh chính sách mới trong việc thu hút vốn xã hội, chứ không nên cứ mời gọi đại trà cho các dự án sắp tới. Bất an giá cổ phiếu bị thao túng là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 3 của báo Thanh Niên. Tình trạng thao túng giá cổ phiếu với các thủ đoạn chiêu trò ngày càng tinh vi, nhưng do chế tài quá nhẹ nên không ít đội lái, thậm chí là cả lãnh đạo công ty nhờn luật tìm cách để trục lợi. Theo Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Nguyễn Hoàng Hải, thủ đoạn làm giá phổ biến nhất là một nhóm nhà đầu tư có tiềm lực bắt tay với nhau mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán. Họ sử dụng lượng lớn tiền hoặc là cổ phần để đánh lên hoặc đánh xuống tùy theo tín hiệu của thị trường, thông tin có được. Ngoài ra, để thao túng giá thành công thì nhóm thao túng thường kết hợp với doanh nghiệp công bố các thông tin tốt hoặc không tốt ra thị trường để đánh vào lòng tham cũng như nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư. Một hình thức khác là lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng các biện pháp để tác động vào diễn biến giá cổ phiếu như đăng ký mua bán với lượng lớn cổ phiếu nhưng thực chất là chỉ mua với một lượng nhỏ, đưa ra liên tục các phát biểu với doanh nghiệp hay chia tách phát hành thêm cổ phiếu. Một bài viết liên quan đến thị trường bất động sản trên trang 7 báo Giao thông. Đánh thuế căn nhà thứ hai có khả thi. Theo các chuyên gia, một khi hạ tầng thông tin chưa đảm bảo, việc cập nhật giám sát thông tin về nhà ở còn yếu kém như hiện nay thì việc đánh thuế căn nhà thứ hai là rất dễ dẫn đến mất công bằng. Trao đổi với phóng viên, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, đánh thuế căn nhà thứ hai có thể làm giảm sự bất công bằng giữa người chưa có nhà và người có nhiều nhà, nhưng lại có thể làm tăng bất công giữa những người có nhà. Khi nền kinh tế phát triển, phần đông dân số sẽ có khả năng sở hữu một căn nhà trở lên. Người sở hữu một căn biệt thự 1.000 m² trong các khu đô thị xa hoa sẽ không bị đánh thuế, trong khi người sở hữu 2 căn nhà 40 m² trong ngõ hẻm lại phải nộp thuế căn nhà thứ hai. Nếu loại thuế này được áp dụng thì nhu cầu về những căn biệt thự lô to có thể chia tách khi cần thiết, có thể sẽ tăng. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu sẽ khó phòng thủ hơn nếu phải đối mặt với hậu quả của những đợt tăng trưởng tín dụng. Bãi biển đẹp Đà Nẵng những ngày này, mùi hôi thối từ những cống xả tràn, những dòng kênh đen ngòm chảy ra biển khiến du khách phải dè chừng. Cây cầu Thuận Phước giữa cửa biển, nơi nhiều người chọn làm điểm thưởng lãm sông Hàn, ngắm núi Sơn Trà, nhưng cách đó không xa là mùi hôi thối nồng nặc của cảng cá. Từ sông ra biển nối nhau ô nhiễm, thực trạng của thành phố du lịch, thành phố đáng sống Đà Nẵng. Thành phố đáng sống từ sông ra biển nối nhau ô nhiễm, nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên trang 7 của báo Động. Nhắc về ô nhiễm tại Đà Nẵng thì âu thuyền Thọ Quang được xem là điểm đen trong nhiều năm qua. Đứng từ cầu Mân Quang đoạn đi lên cầu Thuận Phước hay vô tình đi ngang bến cảng, người dân có thể nhìn thấy những túi rác lớn nhỏ vất vưởng trên bãi cỏ, bờ kè đến tận mặt nước. Sau nhiều năm ngậm rác bùn thải, màu nước ở âu thuyền đã chuyển đen bóng nhẫy của dầu, mùi hôi bốc lên nồng nặc sộc vào mũi khiến bất kỳ ai đều phải nhăn mặt và chạy nhanh. Thực tế cho thấy sự phát triển nóng về dân cư, về du lịch của Đà Nẵng đang bị vướng phải cái áo quá chật, đó là cơ sở hạ tầng chưa kịp đáp ứng. Chính điều này sẽ càng gây ra hệ lụy dai dẳng về ô nhiễm môi trường mà cứ đi dọn bằng tay, bằng thủ công thì mãi mãi không bao giờ xong. Tiếp tục cảnh báo về thực trạng bất chấp rủi ro, nhiều người dân ở miền núi vẫn cố tình di chuyển vào thời điểm nước chảy xiết. Nở rộ xu hướng kiến trúc mang thiên nhiên vào trong nhà ở Hàn Quốc. Gặp gỡ ông vua hẹn hò của Ấn Độ, chàng trai đào hoa mỗi ngày hẹn hò với một phụ nữ bất kể tuổi tác, nghề nghiệp. Miền Bắc đang trong những ngày cao điểm của mùa mưa lũ 2017. Kể từ tháng 6 đến nay thì mưa dồn dập nối tiếp nhau gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Có thể nói là ngoài sự khốc liệt của thiên tai, sự biến đổi của khí hậu thì sự chủ quan của người dân và ý thức phòng tránh còn nhiều hạn chế đã dẫn đến nhiều bài học hết sức đau lòng. Sống chung với thiên tai nhưng dường như nhiều người dân vùng núi phía Bắc lại chưa nhận biết được hết những hiểm nguy mà mình phải đối mặt. Cầu tràn hay ngầm tràn được xây dựng nhằm đảm bảo tiêu thoát nước nhanh và đáp ứng nhu cầu đi lại. Nhưng khi bước vào mùa mưa lũ thì nơi đây lại trở thành nơi nguy hiểm khi lũ đổ về. Tuy nhiên, bất chấp rủi ro, nhiều người dân ở khu vực miền núi vẫn chủ quan, cố tình di chuyển vào thời điểm nước chảy xiết. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi thêm một lần nữa cảnh báo về thực trạng này để chính quyền địa phương và người dân hiểu được và phòng tránh rủi ro thiên tai. Do địa hình chia cắt bởi nhiều sông suối nên xã nào của huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn cũng có cầu tràn, đập tràn. Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về. Các đập tràn thường xuyên bị ngập trong dòng nước chảy xiết và rất nguy hiểm cho người dân khi qua lại. Thấy nước nó tràn cả cầu thế này thì rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà cũng may là mấy ngày hôm nay là mưa nó tạnh được 1-2 ngày rồi nên là cũng đỡ hơn mấy hôm trước. Ngày mưa bão thì những người dân chúng tôi thì đi qua cái đập tràn này rất khó khăn, bởi vì nó lên cả hẳn cả cái đập tràn này thì có lúc xe đi lại, có lúc cũng không đi được. Nguy hiểm như trẻ nhỏ như con của chị bây giờ còn bé thế này thì toàn ra ngoài suối này rất nguy hiểm. Không chỉ Bắc Kạn mà nhiều địa phương vùng núi khác của miền Bắc có rất nhiều cầu treo, đập tràn, xuống cấp nguy hiểm. Đã có những câu chuyện hết sức đau lòng khi người dân ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu qua suối. Trẻ con không được đến trường, còn người bệnh cũng không thể đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Thế là ông bị cảm đốt sốt, thế là ông ấy alo, thế là đứa con trai nó phi xe đi vào tít đến tận trung tâm, đi cái cầu bê tông ở bản Mấn ấy. Đấy, thế là vòng đi mà vào đến chỗ bản Diền Thàng, quay đến quán đầu bản, thế là vứt xe ở đấy xong đi bộ, là phải đi 3 cây số, đi bộ vào đến lán là bố đã chết rồi, hứng đờ ở trong lán. Thế nhưng mà anh em ở bên này thì lại không lội được. Với cái địa hình dốc và trên các cái suối thì là gần bên ban chỉ huy phòng chống bão thiên tai của các huyện cũng đã có cái phương án là cảnh báo người dân là khi lũ lớn là ông không được qua suối, và chỉ có khi nào cũng là nước cạn mà thấy qua suối được thì mới qua, chứ không hoàn toàn cấm tuyệt đối là không được qua suối khi có lũ lớn về. Còn cái cảnh báo là dân nên đi tại các cái đường mòn mà mình đã có, chứ không bây giờ là mình trong cái mưa lũ này nó nhiều khi nó xảy ra bất thường. Thực tế trong đợt mưa lũ vừa qua có rất nhiều trường hợp thiệt mạng do sự chủ quan của người dân. Điển hình là vụ xe ô tô đi qua đập tràn, cả gia đình đã bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên trong đợt mưa lũ tháng 7. Nguy cơ lớn nhất là thường dẫn đến cái tai nạn và những thiệt hại về con người cũng như tài sản đó là cái ảnh hưởng của cái sạt lở đất đá và các cái người chỗ ở của cư dân cũng như sản xuất, rồi cái bất cẩn khi đi qua sông suối bị lũ cuốn, rồi cái các cái di chuyển mà ở những con đường mà nó nguy hiểm vào thời điểm không thích hợp. Những cái việc này thì hiện nay là đã được cảnh báo và đề nghị nhân dân là hết sức chú ý đề phòng. Trước những nguy hiểm của các điểm tràn, các cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức. Nhưng rồi những vụ việc đau lòng vẫn cứ tiếp diễn hết năm này qua năm khác. Hiện nay là cái đời sống, cái thu nhập, cái dân trí của người dân ở khu vực này còn đang rất là thấp. Chính vì vậy cái hiểu biết, cái kỹ năng về phòng chống thiên tai đối với cái loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở đây cũng rất là thấp. Và một nội dung nữa là chúng ta phải thấy rằng là rõ ràng là các cơ quan chuyên môn, đó là cơ quan về phòng chống thiên tai ở các địa phương này, chúng ta chưa có cái lực lượng chuyên môn chuyên trách để mà xuống phải hướng dẫn chi tiết cho bà con trước mùa thiên tai xảy ra, sau thiên tai sẽ phải làm như thế nào để rồi mà chúng ta có cái kịp thời hướng dẫn cho bà con. Thế và chúng ta đã đến lúc là không thể để cái tình trạng này nó tiếp diễn ra một cách mà chúng ta không có sự kiểm soát. Và chúng tôi cũng đang báo cáo với lãnh đạo của ban chỉ đạo cũng như rồi tiếp báo cáo với chính phủ phải có một cái chương trình đánh giá tổng thể về tình trạng thiên tai ở khu vực miền núi của chúng ta. Và trên cơ sở đó thì sẽ xây dựng các cái chương trình, các cái dự án cụ thể cho từng loại hình, từng khu vực, từng địa bàn. Trong khi thiên tai ngày càng khó lường, dữ dội thì người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, thiếu ý thức phòng tránh. Rất khó để thay đổi phong tục tập quán của đồng bào dân tộc khi bao đời nay họ sống gắn bó với con sông, nhánh suối. Nhưng nếu chính quyền địa phương quyết liệt hơn, chủ động hơn, tuyên truyền đến người dân tốt hơn thì có lẽ rất nhiều thiệt hại sau thiên tai đã được giảm thiểu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Ngày hôm nay, vào lúc 15 giờ chiều, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U22 Đông Timor để tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 29 trên sân vận động Shillong, Malaysia. Trao đổi với báo chí, theo chỉ định của ban huấn luyện, tiền đạo Văn Toàn nhận định cơ hội U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này là rất cao. Tuy nhiên, toàn đội không hề chủ quan và đặt mục tiêu cố gắng giành được chiến thắng ở từng trận một. Từ ngày hôm nay, quyết định số 24/2017 QĐ-TTG về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện sẽ có hiệu lực. Theo đó, trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra giám sát. Ngoài ra còn có một số nội dung khác. Từ ngày hôm nay, các tỉnh thuộc nhóm 2 nằm trong kế hoạch là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Sau đó, các kênh truyền hình tương tự mặt đất chỉ phát đi bảng thông báo về việc ngừng phát sóng kênh truyền hình tỉnh trên sóng truyền hình tương tự mặt đất và thông tin hướng dẫn chuyển sang thu xem truyền hình số mặt đất, cổng thông tin điện tử và tổng đài hỗ trợ số hóa truyền hình trong tối thiểu 3 ngày. Tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không thực hiện gắn phù hiệu, không gắn thiết bị giám sát hành trình. Các đơn vị sẽ tổng hợp kết quả điều tra, xử lý vi phạm, danh sách phương tiện, đơn vị vi phạm với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để làm cơ sở xử lý trách nhiệm của các đơn vị vận tải theo quy định. Và trên 50 đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Tại đây, định hướng các giải pháp và cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến được chia sẻ, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử xác định chiến lược phù hợp, nâng cao hiệu quả cũng như tiếp cận toàn diện tới các doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến hàng đầu. Ngày hôm nay, lễ ra mắt smartphone của Asanzo sẽ diễn ra tại Game Center, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến sự kiện chỉ mời giới hạn khoảng 200 khách mời tham dự, thưởng lãm những màn trình diễn giới thiệu sản phẩm trong khung cảnh ánh sáng và âm thanh sôi động. Tiếp đó là thời gian dành cho người dùng trực tiếp trải nghiệm điện thoại, tham gia rút thăm trúng thưởng, nhận nhiều phần quà giá trị. Hãng này kỳ vọng trong 2 năm tới sẽ chiếm được khoảng 5% thị trường phân khúc smartphone tầm trung. Thưa quý vị, chiến tranh không chỉ mang đến nỗi đau mất mát về mặt vật chất mà còn gây ra những tổn thương to lớn về mặt tinh thần. Đã hơn 6 năm trôi qua kể từ khi cuộc nội chiến Syria chính thức nổ ra, nhưng cho đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn còn ám ảnh bởi tiếng bom đạn rầm trời hay khung cảnh đổ nát mà nó đem lại. Từng là thị trấn rộng lớn, đông đúc và sầm uất tại Syria, nhưng chỉ vì ảnh hưởng của mưa bom bão đạn, thị trấn trọng điểm Al-Suna giờ đây trở nên hoang tàn và đổ nát. Mặc dù mới đây quân đội Syria đã chiến thắng trước IS tại thị trấn trọng điểm này và kiểm soát hoàn toàn các khu phố lân cận. Thị trấn trọng điểm Al-Suna được coi là cửa ngõ quan trọng và đã bị IS bao vây trong nhiều năm. Thế nên, chiến thắng này là một bước lạc quan trong cuộc chiến chống IS. Thế nhưng, sau những ngày không kích chống IS, thị trấn này giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát, một khung cảnh hoang tàn giống như một nghĩa địa. Khung cảnh nhộn nhịp sầm uất giờ đây chỉ còn là dĩ vãng và thay vào đó là sự đổ nát hoang tàn chết chóc. Chúng tôi đã chiếm lại thị trấn Al-Suna sau những trận đánh dữ dội. Tất cả những tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được thị trấn này. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương đang phải sống tạm bợ trong những ngôi nhà đổ nát. Các nhà chức trách cho biết, mặc dù thị trấn đã được giải phóng, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để tái thiết nơi này. Cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước. Không chỉ gây thiệt hại về người, cuộc nội chiến Syria còn hủy hoại trầm trọng đến hệ thống cơ sở hạ tầng tại nước này và gây thiệt hại kinh tế lên đến 226 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản là quốc gia vốn ít nguồn tài nguyên thiên nhiên, thế nên các tài nguyên năng lượng quan trọng đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó để tiết kiệm nguồn năng lượng thì một người dân ở tại đất nước này đã tự mình sản xuất điện để dùng. Bà Fuji Tomoko sống tại ngoại ô thủ đô Tokyo cho biết, trong suốt 5 năm qua, bà đã tự sản xuất điện để sử dụng mà không cần phải dùng đến nguồn điện công. Nhà của bà Fuji có 3 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp trên ban công. Mỗi ngày nắng, những tấm pin năng lượng mặt trời có thể tạo ra được hơn 1 kW điện. Con số này bằng 1/10 mức điện tiêu thụ trung bình hàng ngày của một gia đình tại Nhật Bản. Ngoài năng lượng mặt trời, bà Fuji cũng tạo ra điện bằng cách đạp một chiếc xe đạp đã được kết nối với thiết bị phát điện. Với tôi, việc tự tạo ra điện là một niềm vui riêng của tôi. Tôi muốn sống thân thiện với môi trường, đồng thời cũng góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên. Bên cạnh đó, bà Fuji cũng không sử dụng tủ lạnh hay máy giặt để hạn chế sử dụng điện. Thay vào đó, để bảo quản thực phẩm, bà cũng tự tạo ra một chiếc máy chạy bằng năng lượng mặt trời. Chiếc bếp lò để nấu ăn cũng sử dụng nguồn năng lượng từ tự nhiên. Đồng thời, bà Fuji cũng đảm bảo rằng mỗi ngày lượng điện mà gia đình bà tiêu thụ không quá 1 kW trên ngày. Trong khi đó, mỗi hộ gia đình tại Nhật Bản đều phải trả khoảng 37 đô la Mỹ tiền điện mỗi tháng. Đối phó với thay đổi khí hậu không còn là một lựa chọn mà là một điều bắt buộc. Với nền nhiệt liên tục tăng, các nhà khí tượng học cho biết vào khoảng năm 2070 thì mùa hè có thể kéo dài tới nửa năm. Tại Hàn Quốc có thể thấy những ảnh hưởng mà biến đổi khí hậu gây ra cho cuộc sống của người dân. Mùa đông ấm hơn đã gây ra những thay đổi trong ngành nông nghiệp địa phương. Cà phê Arabica là một trong những hạt cà phê được yêu thích nhất trên thế giới, chiếm hơn 60% sản lượng cà phê toàn cầu. Loại cây này thường được trồng ở các vùng có khí hậu ấm như châu Phi hay Mỹ Latin, nhưng hiện tại chúng được trồng khá nhiều tại Hàn Quốc. Trong thế kỷ vừa qua, nhiệt độ trung bình hàng năm đã tăng gần 2 độ C, và nhiệt độ cao hơn này đã gây ra ảnh hưởng rõ rệt. Số người nhập viện và các bệnh do nắng nóng vào tháng 7 năm nay tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Nếu chúng ta không giảm lượng khí thải, lượng carbon dioxide toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2100, và Hàn Quốc sẽ có thêm 40 ngày hè nữa. Hiện tượng biến đổi khí hậu ngày hôm nay là hệ quả của hàng thập kỷ công nghiệp hóa toàn cầu. Để thu được kết quả khả quan trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, chúng ta cần sự nỗ lực của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại nhiều thành phố lớn hiện nay trên thế giới, mang thiên nhiên vào trong nhà đang dần trở thành một xu hướng thiết kế khá thịnh hành. Và các thành phố ở Hàn Quốc tất nhiên cũng không nằm ngoài xu hướng này. Thay vì phải ra ngoài, đi tới những công viên, rừng quốc gia, giờ đây con người có thể hòa mình vào thiên nhiên dù đang ở nhà riêng, ở văn phòng hay thậm chí là khu vực công cộng. Đây là tòa thị chính Seoul. Bên trong tòa nhà là một bức tường màu xanh lá kéo dài từ tầng 1 lên đến tầng 7. Đó là một khu vườn thẳng đứng được thiết kế cách đây 5 năm. Khu vườn thẳng đứng này cao 28 mét, đó là bằng 1/3 diện tích của một sân bóng đá. Có tới 70.000 loài thực vật thuộc 14 loài khác nhau được trồng ở đây. Khu vườn này thực sự rất đẹp, tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì tương tự như vậy trước đó, thật ấn tượng. Hệ thống tưới nước cho khu vườn được điều khiển bằng máy tính trong phòng điều khiển trung tâm. Cứ khoảng 2 tuần, khu vườn này sẽ tiêu thụ khoảng 10 tấn nước. Không chỉ giúp cảnh quan trở nên xanh mát và đẹp hơn, khu vườn thẳng đứng còn giúp điều hòa không khí, độ ẩm, đồng thời hoạt động như một tấm lọc không khí cho tòa nhà. Tuy nhiên, không chỉ riêng tòa thị chính, xu hướng thiết kế mang thiên nhiên vào trong nhà hiện giờ đã lan rộng ra nhiều tòa nhà tại Seoul cũng như các thành phố khác tại Hàn Quốc. Sundar Ramu, chàng trai đào hoa người Ấn Độ mỗi ngày hẹn hò với một phụ nữ bất kể tuổi tác nghề nghiệp, được biết đến là ông vua hẹn hò của quốc gia này. Theo quan điểm của anh chàng này thì dù những cuộc hẹn hò đó khiến anh chàng này dễ bị đánh giá là một kẻ đào hoa, nhưng trên thực tế thì anh chỉ muốn gặp gỡ nhiều phụ nữ hơn thông qua việc hẹn hò với họ. Những cuộc hẹn hò của Sundar Ramu về bản chất không lãng mạn. Anh chàng thậm chí còn đặt ra nguyên tắc những người phụ nữ hẹn hò với mình phải đưa anh đi chơi và tự trả tiền đồ ăn uống. Nếu không muốn tốn tiền, cô gái có thể tự nấu bữa tối ở nhà cho cả hai. Tôi đã từng sống đơn độc, một mình và chán ghét cuộc sống như vậy. Do đó, tôi quyết định phải khám phá cuộc sống và gặp gỡ nhiều người hơn. Tôi không thích tới các câu lạc bộ huyên náo, lộn xộn. Do đó, tôi nghĩ ra việc mỗi ngày sẽ hẹn hò với một người phụ nữ. Sundar Ramu từng hẹn hò với một phụ nữ 105 tuổi, sống ở một ngôi làng nhỏ. Anh đã phải lái xe tới 10 giờ chỉ để gặp được bà. Anh cũng từng hẹn hò với một nữ nhân viên vệ sinh, người làm công việc dọn dẹp, thu gom rác thải ở trong tòa nhà nơi anh sinh sống. Sundar Ramu cho biết, anh chàng và nhân viên vệ sinh đã cùng ăn đồ ăn do cô tự nấu trên nóc một bể chứa nước thải của tòa nhà và cảm thấy rất vui. Theo lời kể của anh Sundar Ramu, rất nhiều phụ nữ thích quan điểm của anh chàng và đề nghị được hẹn hò với anh. Được biết, hiện anh chàng này đã hẹn hò được với hơn 300 người. Mục tiêu này được anh đưa ra từ năm 2015. Anh Sundar Ramu cho biết trong thời gian tới, anh dự định sẽ viết một cuốn tự truyện về câu chuyện của chính mình. Rùa Golfinus hay còn gọi là rùa Olive Ridley là loài động vật là loại đông nhất trong các loài rùa biển ở Mexico, có chu kỳ sinh sản từ tháng 6 năm nay tới tháng 4 năm sau. Thời điểm rùa làm tổ và đẻ trứng nhiều nhất là trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm. Năm nay dự kiến có khoảng 150 đến 200.000 con rùa Golfinus để bắt đầu mùa đẻ trứng của chúng. Trong suốt những ngày qua, trên bãi biển xinh đẹp Playa La Escobilla của Mexico, hàng trăm nghìn con rùa đang hối hả làm tổ để bắt đầu một mùa đẻ trứng mới. Dự kiến những khoảng 200.000 con rùa Golfinus sẽ đẻ khoảng 15 triệu quả trứng. Tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 10% trong số đó sẽ nở thành rùa sau 45 ngày vì tình trạng săn bắt trộm. Mùa sinh sản của những con rùa biển này thu hút rất nhiều loại thú săn mồi nguy hiểm như chó hay cáo đến rình rập, bởi vì chúng, những quả trứng rùa và rùa con luôn là một món mồi rất hấp dẫn. Hơn 20 năm qua, chính quyền Mexico đã tiến hành nhiều chương trình sinh thái nhằm bảo vệ loài rùa biển này. Trong đó có việc thành lập các khu bảo tồn và thuê người dân địa phương bảo vệ tổ rùa. Rùa Golfinus là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng và có tên trong phụ lục 1 của Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp. Nhằm mang đến một sân chơi vui nhộn cho đấng mày râu ở Tây Tạng, một lễ hội đua ngựa đã được tổ chức ở một nơi có độ cao hơn 4.700 mét. Cuộc thi thu hút nam giới ở nhiều độ tuổi khác nhau, phô diễn tài năng, thể hiện trình độ huấn luyện và đào tạo ngựa. Họ tham gia vào cuộc chơi từ màn đua tốc độ đến các màn nhào lộn. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần đầu tiên Tây Tạng tổ chức một cuộc đua ngựa ở độ cao 4.718 mét so với mực nước biển. Cuộc thi bao gồm các cự ly đua ngựa 3.000 mét, 5.000 mét và 10.000 mét. Theo đó, Cuộc thi có sự cổ vũ của khoảng 3.000 người dân. Những thí sinh có độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, họ tham gia vào cuộc chơi, từ màn đua tốc độ đến các màn biểu diễn nhào lộn với ngựa, kỹ năng vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung tên. Giải thưởng nhận được có khi là tiền mặt, có khi là một chú ngựa mới. Nhưng đa phần, việc được phô trương tài năng trước phái nữ là phần thưởng lớn nhất dành cho những người đàn ông du mục này. Lễ hội thu hút sự chú ý của dân làng và dân du mục khắp nơi đến tham dự. Hầu hết, những người tham gia sẽ sử dụng lều trại tạm thời xung quanh địa điểm tổ chức. Đồng thời, họ cũng mở những gian hàng nhỏ mua bán, trao đổi những món hàng như thuốc bí truyền, đồ trang sức, đặc sản của các vùng, xen giữa thời gian nghỉ hay các tiết mục đặc sắc, họ ăn uống, nhảy múa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.